bạn có muốn làm thầy thuốc gia đình, bảo vệ mình và người thân, phòng ngừa bệnh tật, ngăn ngừa lão hóa? Hãy đến lớp tập chỉ đạo tập chỉ liên tâm, học hiểu nguyên lý và thực hành tại chỗ các kỹ thuật độc đáo đơn giản mà hiệu quả, cải thiện nhanh. Chứng đau thần kinh tọa, đau lưng, chứng ù tai điếc tai của người lớn tuổi, chứng đau vai gáy, huyết áp cao thấp, lạnh tay chân, mất ngủ, rối loạn tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não, suy giảm trí nhớ, cắt cơn xuyễn và các chứng ho đàm, câm nói khó khăn, nâng cao sức đề kháng, phòng tránh cảm cúm, ngừa tai biến đột quỵ, phòng ngừa ung thư, cải thiện chứng dị ứng thời tiết và phấn hoa, phù nề tiền liệt tuyến, u xơ tử cung, u xơ buồng trứng, thanh lọc cơ thể, cải thiện mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đường máu, axit uric, cholesterol, vân vân. Đặc biệt hướng dẫn thôi miên giảm béo, thôi miên chữa nghiện thuốc lá. Lớp bấm huyệt tập chỉ đạo tập chỉ liên tâm nâng cao, thực hành điều chỉnh các chứng đau mỏi khớp hối, đứng lên ngồi xuống khó khăn, lên xuống cầu thang khó, suy giãn tĩnh mạch, tắc van tĩnh mạch gây phù, bàn tay cứng khó cầm nắm, các chứng do chấn thương thể thao, hoạt động sai tư thế, cứng khuỷu tay, tay chân không giơ cao được, vận động thiếu linh hoạt, các chứng do di chứng tai biến mạch máu não, liệt mặt, sụp mi mắt, miệng méo, chảy nước miếng, tự khóc cười, phục hồi vùng cổ lưng, phục hồi vùng tay bị liệt sụi tay, phục hồi vùng thắt lưng, phục hồi chức năng chi dưới, đặc biệt giới thiệu thạch nhiệt liệu pháp trong phòng ngừa ung thư. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.